Xin chào tất cả mọi người. Em xin chào tất cả mọi người đến với cửa hàng em Thành Đồ Cổ Đồ Châu Âu. Thì hôm nay bên em review một loạt những sản phẩm đẹp có nhé. Một loạt những sản phẩm đẹp để đến gửi đến tất cả các bác chơi đồ cổ, đồ châu trên toàn quốc. Thì đây đều là những mẫu hàng đẹp, hàng ưng mắt bên em chọn lọc ra, hàng chất lượng có nhé. Thì những cái sản phẩm đầu tiên thì em xin review các bác đây, những cái con hàng rất là đẹp, rất là sạch. Con này trông giống cái thùng Odo 36 có nhỉ. Nhìn trông dáng to thùng bè này. Con này các bác về lâng lên máy 10 thì đẹp tuyệt vời luôn. Con này thì cái thước cô đo thì cái này xem các anh về lâng lên máy 10 thì đẹp không. Con này đẹp quá. Vàng rộ. Cô đo cái phần trên kia, phần trên. Đó. Thường thường di rốt này bọn em bán máy này, những cái con này bọn em bán tầm hơn 3 triệu các bác. Vâng, con này thì được trên gần 15 phân quá, gần 15 phân. Thì các bác về các bác cơi thùng ra một chút. Đây các bác nhé, thì cái thùng này về các bác lâng lên thùng 36-10 thì đẹp tuyệt vời. Các bác chỉ cần lâng cái hậu ra tầm khoảng 5 ly nữa thôi, đúng không ạ? 5 ly nữa thôi. Đây là một chiếc đồng hồ Zizot, thùng mặt bát giác lằm có nhé, mặt bát giác lằm. Đó. Thì thường thường những cái mặt bát giác lằm này thì nó ở trong những con 36 thùng mà mặt bát giác lằm của này giá trị nó rất là cao, dòng đắt tiền các bác nhé. Đó, coi nhìn cho em. Về cực kỳ là sạch sẽ. 4 đồng 4 thép. Quả lắc đờ vôn si. Quả lắc đầu Von Si này thì nó đặc trưng là dòng Odo 36. Con này không thể khắc quá này. 498 UV quá này. Đây, con này thì nó chơi 4 gông đồng, 4 gông thép, thùng lớn các bác, thùng lớn. Ốc chống tường, ốc chống cầu đầy đủ hết các bác nhé. Đây mặt đây quá, mặt thì cực kỳ là nuột nà. Con này chơi hai bản nhạc các bác, chơi hai bản nhạc các bác này. Đấy. Con này chơi hai bản nhạc. Máy ba vách biệt các bác nhé, máy ba vách biệt các bác mua con này về lâng này, con các bác đây qua nhìn máy đẹp như này, đúng không? Các bác về lâng nằm về lâng máy 10 lên thì tuyệt vời luôn các bác. Thùng đẹp các bác, thùng đẹp, về các bác lâng con này lên tuyệt vời luôn, và con này cứ để lại chơi nó vừa sạch vừa đẹp quá. Thùng mặt bác rất nằm, nhìn trong nó thùng to, dáng uy nghi lắm. Vâng, con này thì sản phẩm đầu tay, sản phẩm đẹp có nhé. Đây, con này một trong những phân khúc hàng đẹp thì có nhé. Thì con này thì em xin sale với giá 4 triệu 400 nghìn quá, 4 triệu 400 nghìn. Mẫu thùng to đẹp đấy ạ. 4 triệu 400 nghìn mẫu thùng to đẹp này. Cái thùng này về các bác về lên máy 10 thì đẹp tuyệt vời luôn các. Cơi thêm đằng sau một chút. Nhưng mà cái bộ máy Zizot này thì thường thường các anh ở dưới Nam Định hoặc các anh các thợ thì cặp cái thùng này và cái máy này các anh về lắc thì tuyệt vời luôn các bác. Đây em mở đằng sau lên các bác nhé, bởi chắc đằng sau nó vẫn còn đất. Đây này, về đằng sau thì nó còn thụt khoảng 5 ly thôi này. Đấy, thì các bác đóng tràn ra, đấy là miếng hộ đóng tràn ra, hoặc các bác cơi thêm chút thì các anh thợ mộc sẽ biết. Thêm gắn bóc tràn mình đắp thêm một cái miếng tầm 1cm quá, đắp thêm một cái thanh 1cm dài như này cho mình đắp miếng hộ vào là xong. Và sản phẩm thứ hai các bác nhé, sản phẩm thứ hai thì em xin sale một chiếc đồng hồ Zuza. Thùng này thì vân cuồn cuộn các bác nhé. Đây, vân nu đá các bác. Vân nu đá, bông hồng nổi cộm cộm các bác nhé. Đấy, bông rất là đẹp đúng không ạ? Đây, bông hồng là bông hồng chúm chím luôn các bác, bông hồng chúm chím thùng đẹp. Đây thuộc loại những mẫu thùng đẹp của dòng Zuza. Nuột các bác ạ, nhìn các bác nhìn cho em. Dáng đẹp lắm. Kính các bác nhìn, kính thủy này nó không lổ không ố tí nào, nhìn rất là sạch các bác nhé. Đây mặt đấy ạ. Con này dòng Zuza đến từ nước Pháp các bác nhé. Zuza này thì nó xuất xứ từ tỉnh Zuza, con này chắc vẫn còn ốc trống đúng không? Hạng này xuống chút. Còn đợi em xoáy một chút các bác. Mặt hai màu các bác nhé, mặt hai màu rất là đẹp. Vapeler Westminster. Đây thì đều là hàng mới về quá. Đây của cô 4 đồng 4 thép trắng xóa các bác nhé, 4 đồng 4 thép trắng xóa cho chất âm rất là ngân nga. Quả lắc thì được bọc trong này, lắc và khóa zin nguyên bản đặt trong này. Đấy, nó thì có hơi mõm chỗ nào chút các bác ạ, hơi không đánh kịp. Đó. Máy đây con này. Máy thì đẹp tuyệt vời luôn quá này. Đẹp nhỉ. Ok.
Con này thì máy du ra, có máy du ra 3 vách bệt con, 3 vách. Chơi bản Westminster quá anh, con này chơi bản Westminster. Ok. Con này con thùng bè to, có nhất con thùng bè to, thùng vân đẹp, vân veo đẹp tuyệt vời luôn. Tôi nhấc lên tí không vào được. Ok các bác nhé. Thì đây là chiếc thùng bè to thì em xin sale trước này. Con này thì em xin sale với giá 5.200.000 các bác nhé, 5.200.000 con thùng bè to đẹp này. 5.200.000 được ạ. Và sản phẩm tiếp theo thì em xin like một chiếc đồng hồ, chiếc này chiếc thùng Verdeck các bác nhé, thùng Verdeck bông hồng nạm vân Verlier. Con này thì vân của nó thì phải nói là tuyệt vời quá nhé. Verdeck này thì chuông của nó to ngân các bác nhé. Dòng Verdeck thì nó nổi tiếng lắm, bên Pháp nó nổi tiếng ngang như Odo, mà âm của nó rất là to, thùng nạm vân rất là đẹp đúng không ạ, vân đối xứng đúng không ạ, thùng luột. Đây là mỗi những mẫu phân khúc hàng đắt tiền có nhé. Đấy, các bông hoa trúng chím đúng không ạ, một hàng bông hoa nổ rất là đẹp. Dưới kính, dưới tập kính thủy đẹp nhỉ, hình như con bướm các, hình như con bướm đang bay. Đây nó có tay lắm đây con này, đó em sẽ ấn vào các bác nhé. Đây có logo đấy con, 8 côn 8 búa các nhé, 8 côn 8 búa của côn chữ T. Đây lắc đây các nhé, tay lắm đẹp đấy, tay lắm rất là đẹp đúng không ạ. Mặt số lỗi các nhé, đây mặt số lỗi đây các bác, mặt số này thì nó hơi có chút màu thời gian nhưng mà em sẽ để cho các bác giá tốt này. Đó các bác nhìn đó. Mặt số lỗi này thì thường thường là tầm 4.500.000 các bác, nhưng mặt số này thì chắc ngoài thì các bác mua tầm 4 triệu thì chắc là. Đây máy đây có nhé, máy 37 có nhé, máy 37 rất là đẹp. Đó để em chút. Vâng, thì máy này máy 37 các bác nhé, nhìn trông khá là sạch là đẹp đấy các bác này. Âm khá là đẹp luôn. Các nhé, có cần ngắt chuông. Đấy, ngắt chuông điểm giờ các bác, ngắt chuông điểm giờ. Trên kính cong, dưới kính mài các bác nhé. Đấy, vân có nhìn cái vân đẹp nhỉ, vân gỗ trên đỉnh cũng rất là đẹp. Những phân khúc hàng sạch, ok. Vâng. Con thùng này nó là thùng đẹp quá nhá. Đấy, thùng này nó là thùng đẹp. Thì em xin sale con này. Đấy, bác ở chốt con này thì em để báo giá tốt các bác 9.500.000 quá nhá. 9.500.000 một con Verdeck số lỗi thùng bè to quá nhá. 9.500.000 được ạ. 9.500.000 là con này, là bác nào chốt này bao lau dầu luôn, bao lau dầu con này luôn, những phân khúc hàng đẹp hàng đắt tiền. 9.500.000 này em bao lau dầu luôn. Sản phẩm tiếp theo có nhé. Vâng, đây là một chiếc đồng hồ Verdeck thùng kính rào hoa tulip có nhé. Thùng rất là đẹp, thùng luột này có nào. Hai bên hai hàng hoa. Thùng này máy này nhìn chắc chắn là máy dài côn dài rồi đúng không ạ? Âm con này đánh thì phê pha rồi. Mặt bắt rắc đứng. Con này trông dáng nó mập mập trông rất là đẹp. Đây mặt đây có nhé, mặt đây. Quả lắc thì nó hơi móp một chút các bác, thì em sẽ bảo thợ lắm ra mất, nó không côn này các bác, 8 côn 8 búa củ côn lòng máng to. Mặt số đây các bác nhé, mặt số rất là đẹp đây đúng không ạ? Đây lắc này các bác này, giấy tờ đầy đủ luôn, kính rào tulip, zin tất cả zin nguyên bản. Máy con này máy 42 các bác này. Máy 42 máy to đấy ạ. 8 côn 8 búa quá. Ok. Vâng.
chiếc thùng đẹp như này các bác nhé. Chiếc thùng đẹp này em thùng là thùng ôm tường chứ không phải thùng máng nợn đâu, thùng này thùng đẹp đấy ạ. Em xin sale với giá 4.200.000. 4.200.000 được ạ. Thùng đẹp nhỉ các bác nhỉ. Đó, nếu là nó ở trong cái thùng này thì nó rẻ, tầm khoảng tầm 3.500.000, 3.600.000 quá, đúng không ạ? Nó ở trong những cái thùng này thì phân khúc nó rẻ tiền hơn, nhưng nó ở trong những mẫu thùng đắt tiền các bác nhé. Và tới đây em lai một chiếc thùng bè mát. Chiếc này thì rất là đẹp, thùng to, thùng bốn góc, đúng không ạ? Bốn góc có triện các bác, bốn góc triện hai bên hai chùm nho thả. Vân con này thì vân vân vợn luôn các bác, vân vân vợn, thùng bè to. Kính dưới kính thủy, trên mặt số học trò, mặt số in. Có đến từ dòng MAP các bác, từ dòng MAP, thùng lượn đẹp, long lanh quá. Đây qua nhìn từ nước sơn cho em. Đúng không ạ? Chơi những con như này những con đẳng cấp rồi. Và giá thì cũng rất là tốt, các tầm này quá, những tầm giá này rất là tốt luôn. Tại cái mặt này không tì vết, có xuất xứ Pháp này các bạn. Đấy, kính thủy các bạn nhé. Con này về thì nó có giấy tờ, thì được chủ nó, vâng, được chủ nó sắm từ ngày 8 tháng 7 năm 68 các bác. Năm 68 thì đến bây giờ là bao nhiêu năm rồi các bác? Đấy, các bác này. Đấy, ngày lau dầu là ngày 561. 561, 568. Chắc đây là ngày lau dầu chấm dầu quá. Chấm dầu là bảo dưỡng là 1991 các bác này. Đấy. Chấm dầu 600 ơ, chết dở. Chấm dầu giết người các bác. Lau dầu bằng lau dầu mình mấy triệu. Đây có giấy tờ đấy các bác, có giấy tờ. Đây là cái cầu nó gắn vào đây các bác này. Cầu gắn vào đây nhưng mà nó bị long các bác nhé. Rất là đẹp, thùng đẹp, 8 côn 8 búa đây. Côn đấy quá xanh nét con bọ lẹt các bác nhé. Máy đấy ạ. Máy to quá, máy mát. Thùng to, máy to quá nhé. Máy đẹp leng keng các bác nhé. Ok. Vâng, con này thì em sale giá tốt thôi các bác. Con này em sale giá tốt, kích thước là 55 x 50. Thùng gần như là vuông luôn, thùng bè lớn luôn. Tay lắm đồng. Con này em xin sale với giá 7.200.000. Giá cực kỳ là tốt các bác. Tìm ngoài thị trường làm sao có cái thùng bè to này các bác. Kiếm đâu được cái thùng bè to này giá có 7.200.000. Các bác nào có ô đô 54 các bác lắp vào thùng này thì thôi chất ngất thì các bác là. Có ô đô 54 các bác lắp vào cái thùng này nó tôn giá lên cho các bác thành mấy chục con này. Nhất là con này các bác lắp được máy 10 được này. Con này các bác còn lắp được thùng máy 10 này. Vâng, cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi nhé. Sản phẩm tiếp theo thì em xin like một chiếc đồng hồ. Con này con đồng hồ Đức các bác nhé. Con đồng hồ Đức, con này rất là đẹp này. Con này chắc máy FHS. Mặt các bác mặt 20. Kính rào hoa tulip có nhé. Kính rào có nhìn bông hoa tulip cũng rất là đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp, từ trông rất là nuột nà luôn. Đẹp mê sly luôn các bạn. Con này thì em bù kính các bác nhé. Nó có tấm kính trên thì về em không thấy đâu. Quả lắc đây các bác này. Quả lắc thì vàng ươm, soi gương được các bác nhé. Đây những mẫu hàng phân khúc cao cấp có nhé, phân khúc cao cấp. Những cái mẫu hàng đẹp này thì thường nó về nó không có nhiều đâu có nhé, máy Đức. Đây các bác này, côn này. 8 côn đồng các bác. Xanh nét. Gỗ các bác, gỗ đẹp không? Gỗ vàng. Gỗ nhìn như màu lông chuột luôn các bác, gỗ như màu lông chuột. Những con này hàng phân khúc cao cấp có nhé. Những hàng phân khúc cao cấp mặt này các bác à. Soi gương luôn các bác nhé. Rất là luột luôn. Máy thì phải nói là máy con này các bác, máy rất là đẹp luôn, máy đi thi đấu luôn các bác ạ. Đẹp leng keng luôn. Đúng không ạ? Đẹp long lanh luôn. Con này thì em bù cho các bác tầm kính các bác nhé. Thì tổng con này 4.300.000. Đấy, 4.300.000 này em mua. Đẹp lung linh luôn. Bớt có 4.200.000 thôi, 4.200.000 con này thôi. Đấy, 4.200.000. Ok có nhé. Thì sản phẩm cuối cùng ngày hôm nay thì em xin sale chiếc đồng hồ. Chiếc này là chiếc đồng hồ con Z, mặt tủ cây, mặt mặt hai lền các bác, mặt hai lền. Kính rào. Con này thì hàng con này phân khúc, con phân khúc cao cấp các nhé. Dòng phân khúc cao cấp của dòng Z. Z Dung Han, máy cổ. Con này trên 100 năm tuổi rồi. Đấy. Con này trên 100 năm tuổi các bác nhé, dòng cao cấp ấy. Nó đắt là đắt ở cái gì ạ? Nó đắt ở cái mặt này các bác này, mặt tủ cây. Và dáng hộp to các bác. Đây các bác nhìn cho em. Dáng nó to mà mặt tủ cây các bác nhé. Đấy. Chơi những con như này thì nó phê pha.
nó đẹp, các bác nhìn trông nó đẹp có mấy con bình thường, quá để cái con bên kia cạnh mà bên em toàn hàng đẹp đấy các bác nhé, toàn hàng đẹp bên em dồn vào đấy ạ. Quả lắc trong này quá nhé, quả lắc đây, quả lắc đấy ạ. Đánh công vòng này các bác này, chơi này gọi là chơi này, đấy đánh công vòng di dung han quá nhé, đẹp nhỉ, ấy di dung han chơi công vòng, con là máy cổ quá nhé. Mặt đo mặt xem bao nhiêu, con này hàng hiếm đấy các bác ạ. Kiếm đâu ra con này ngoài thị trường quá, tìm chả ra được. Mặt này là mặt 28 ạ, đây 28. Đây mặt 28 mặt tủ cây các bác nhé, mặt tủ cây hai lên. Đấy. Các bác nào mà chơi đồ cổ thì các bác chơi con này các bác nhé, chơi đồ cổ hàng hiếm các bác chơi con này. Con này thì em bán giá tốt thôi các bác nhé, em bán giá tốt thôi. Em bán giá 4 triệu 700 nghìn. Hàng khu quầm, hàng đẳng cấp đấy các bác, đẳng cấp con này cực kỳ là hiếm có, khó tìm. Cả năm chắc chả, chắc các bác từ ngày xem đồng hồ chưa gặp con này các bác. Tìm trên mạng chả có đâu. Vâng, cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi nhé. Chào tạm biệt tất cả các bác.